Ngày 23 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị các đơn vị ban ngành ở thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cao điểm đợt 3 cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn, nhằm đảm bảo 100% công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị lãnh đạo các sở ngành tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, ý nghĩa tầm quan trọng và lợi ích của việc cấp căn cước công dân gắn chip đến cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên để qua đó chủ động sắp xếp thời gian hợp lý cho việc sớm được cấp căn cước công dân gắn chip. Theo đó, mỗi người dân trong độ tuổi nhưng chưa được cấp căn cước công dân gắn chip khẩn trương liên hệ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các điểm cấp căn cước công dân trên địa bàn nơi công dân đang cư trú để được cấp căn cước công dân gắn chip trước ngày 30 tháng 9, 2022.